nói như thế là được, bởi vì này cái cơ bản là thấy nó không phấn son cũng đã là cái lý tưởng. Đúng. Thế tại sao con lấy vợ con này vậy? Đấy. Ví dụ như là ví dụ như con gái bác chẳng hạn, nó chỉ có trừ cái hôm mỗi cái hôm nó cưới đi là đánh phân phớt đi, chứ nó thích đánh phấn son. Mà nó mua váy mà nó mặc mà nó ngồi trên xe mà nó thấy nó cao quá là thôi phải. Chứ nó không thích mặc cái kiểu ví dụ như là mát mẻ hoặc này khác khác. Con cái bánh mì nào luôn. À, cháu ăn luôn hay gói về? Ăn luôn. Đó là nay bao nhiêu ạ? À, 2/7. 77 à? Thế hơn bố cháu khoảng 3 tuổi. Cháu út cố lặn cho thằng này. Phải là người vợ như thế mới lo thế sự. Chứ còn bây giờ mẹ chăm sóc con suốt ngày như thế là cũng mệt lắm. Săn sóc áo áo quần quần hàng hiệu mới lại giày dép hàng hiệu. Nó việc ở gia đình nó bừa ra không lo mà chứ. Đúng chưa? Mấy cái